Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chữ C màu đỏ, trắng và xanh lam đó là biểu tượng của Champion, một thương hiệu có hơn 100 năm lịch sử tồn tại. Quá khứ đầy huy hoàng của thương hiệu Champion đã cho ta thấy câu chuyện về những bộ đồ đầy chất lượng và biểu tượng. Và rồi Champion rơi khỏi bệ của họ. Nhiều người tiêu dùng thời trang chính thống xem Champion như một thương hiệu thay thế giá rẻ cho những người không muốn vung tiền quá nhiều cho Nike hoặc là Adidas. Không thể phủ nhận Champion đã có một trong những cuộc hồi sinh thương hiệu thành công nhất trong lịch sử gần đây. Nhưng liệu rằng thương hiệu này sẽ thăng trầm như Elles hay duy trì vị thế đứng đầu như Tommy Hilfiger? Trong video này, mời quý vị và các bạn hãy cùng Đeo Khe thảo luận về nguồn gốc và sự đổi mới của thương hiệu này. Champion được thành lập vào năm 1919 tại thành phố Rochester, New York bởi Simon Fiblom và các con trai của ông, lần lượt là William và Abraham. Hồi đó, công ty có tên gọi là công ty dệt kim Knickerbocker Knitting Mills. Ban đầu, công ty được thành lập như một công ty quần áo bán buôn. Nhưng anh em nhỏ Fiblom đã quá thất vọng với chất lượng quần áo thể thao không nhất quán và tạm bợ thời điểm đó, đặc biệt là môn thể thao yêu thích của họ là bóng bầu dục Mỹ, nên họ đã tập trung sản xuất quần áo thể thao thoải mái và bền. Áo len lần đầu tiên được giới thiệu như một loại áo lót len dành cho người lao động ngoài trời, đã sớm đảm nhận vai trò giữ ấm cho các vận động viên khi luyện tập. Năm 1926 là sự hợp tác mang tính chiến lược đầu tiên của Champion. Sau khi đưa vào thị trường dòng sản phẩm Sweater và Sportswear, Champion đã khởi đầu sự hợp tác cùng với Học viện Quân sự Wentworth, bước đầu cung cấp đồng phục cho đội tuyển bóng bầu dục của trường, và đây cũng chính là đội tuyển đầu tiên trong số rất nhiều những đội tuyển đã hợp tác với Champion sau này. Vào năm 1930, nhà vô địch được đổi tên thành Champion Knitting Museum, sản phẩm chính của họ là áo phông, áo nỉ và tất. Nhiều trường đại học bắt đầu in biểu tượng lên áo len Champion trơn để sử dụng làm hàng hóa chính thức của họ. Trước đó không lâu, quân đội Hoa Kỳ thậm chí còn sử dụng áo len Champion cho các cuộc tập trận mùa đông và các lớp thể dục do độ ấm và độ bền của chúng. Người thành công thì luôn có lối đi riêng của mình và nhà vô địch thì cũng như vậy. Năm 1934, đó đánh dấu sự ra đời của văn hóa thời trang học đường. Champion khởi đầu hợp tác cùng với Moe Sports Shop nhằm giới thiệu dòng sản phẩm về áo ngắn tay và áo sweatshirt dành cho trường đại học Michigan in Sydney. Chính từ sự hợp tác này đã hình thành một văn hóa thời trang của sinh viên Mỹ cho tận ngày nay, bao gồm cả sự ra đời của áo hoodie, tức là áo khoác có chùm đầu mà chúng ta vẫn thường thấy. Áo hoodie với thiết kế ban đầu hoàn toàn mang tính chất thực dụng do nhu cầu giữ ấm cơ thể vào mùa đông dành cho người lao động, và cũng là một loại áo dành cho các vận động viên dự bị mặc khi khởi động, chuẩn bị vào sân hoặc duy trì độ ấm trong thời gian nghỉ giữa các hiệp. Năm 1938, Champion phát minh ra áo nỉ dệt ngược. Champion sau đó đã đăng ký bằng sáng chế đầu tiên của họ vào năm 1938 cho công nghệ Reverse Squeeze. Bằng sáng chế đã được cấp 14 năm sau đó vào năm 1952 do Thế chiến lần thứ 2. Đây là một công nghệ chế tạo áo nỉ thủ công giúp cho chúng ít bị co rút hơn sau khi giặt. Một lời hứa hẹn khiến cho các huấn luyện viên và các nam vận động viên trên khắp đất nước mừng như đục mùa vì đã phát ngán khi mua quần áo mới thường xuyên do bị co rút. Từ đây Champion tiếp tục có một sự nghiệp đổi mới to lớn. Không chỉ dừng lại tại đó, vào năm 1950, nhằm giúp đỡ trong việc khắc phục tình trạng thể chất yếu kém của trẻ em Mỹ lúc bấy giờ, Champion ra mắt bộ đồng phục thể thao hoàn toàn mới bằng chất liệu PE, loại vải mà sau này đã trở thành tiêu chí đo lường chất lượng trong hàng thập kỷ. Dòng sản phẩm này chất lượng đến mức nó là sản phẩm đầu tiên được Viện Nghiên cứu Giặt ủi Hoa Kỳ danh tiếng chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng. Vào năm 1956, Champion lần đầu tiên ra mắt logo chữ C quen thuộc mà ngày nay chúng ta vẫn thường thấy. Logo này đã trở thành một biểu tượng song song và không thể thiếu cùng với lịch sử lâu dài của thương hiệu. Thời điểm này, Champion đổi tên thành Champion Knitwear Company và chỉ có tên hiện tại là Champion Product vào năm 1967. Cùng năm 1967, Champion ra mắt mẫu áo thể thao vải lưới jersey. Áo thể thao vải lưới jersey được thiết kế với mục đích ban đầu dành riêng cho các đội bóng bầu dục ở Mỹ, giúp tăng khả năng chống chọi với cái nóng khủng khiếp khi đang tham gia trận đấu, giúp tăng và duy trì phong độ của các vận động viên. Ngay sau đó, nó đã trở thành một dòng sản phẩm vô cùng thành công và tiếp tục được nhân rộng sang trang phục cho áo bóng rổ. Các mẫu jersey của Champion nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn chất lượng của các dòng sản phẩm này và liên tục bị đạo nhái bởi các đối thủ cạnh tranh. Champion thay đổi hoàn toàn góc nhìn về thể thao dành cho nữ giới bằng việc tạo ra và ra mắt các mẫu đồng phục thể thao được thiết kế và phối dành riêng cho phụ nữ vào năm 1968. Trở thành nhà tiên phong trong đồng phục thể thao vào những năm 70 và tiếp tục duy trì vị thế này, bao gồm cả sự ra đời của sport bra đầu tiên trên thế giới. Năm 1977, họ đã phát minh ra chiếc áo lót thể thao đầu tiên bằng cách khâu hai dây buộc lại với nhau, đặt hai dây mới vào đó và gắn một sợi dây đàn hồi.
Điều này làm giảm đau và giảm tổn thương cho phụ nữ khi chơi thể thao, giúp họ tập luyện thể thao và thi đấu lâu hơn. Một trong những ý tưởng khác của họ là áo đấu lưới ni lông thoáng khí đầu tiên, chất liệu ngày nay đồng nghĩa với bóng rổ. Thập niên 90 hay còn gọi là thập niên vàng, đây là thập niên bị thống trị bởi Champion. Tất cả mọi người đều mặc áo len của họ, từ vận động viên bóng rổ, bóng đá, trượt băng và hip hop cho đến những đứa trẻ chuẩn bị đi học. Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Champion, Manny Martinez đã cho biết, vào những năm 90, các cửa hàng của họ đặt một hộp áo Champion ở giữa cửa hàng. Chúng sẽ kịp bán hết trước khi nhân viên của họ kịp treo lên kệ. Những năm 80-90, Champion trải qua một thời kỳ bùng nổ trong việc gia tăng giá trị thương hiệu của họ khi rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng liên tục chọn và sử dụng sản phẩm thời trang của Champion. Hệ quả của nó là hình thành một nền văn hóa thời trang Champion với sự khác biệt rõ nét. Thành phố New York chính là nơi khởi nguồn của xu hướng, nơi có thể tìm thấy được sự thay đổi khổng lồ trong việc ghi nhận về sự hiện diện của Champion trong các nền văn hóa như hip hop hoặc là nhạc punk. Champion đã thật sự đạt đỉnh điểm ở thời điểm này. Champion là nhà cung cấp trang phục thi đấu độc quyền chính thức cho 27 đội tuyển bóng rổ trực thuộc NBA. Đây là Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ và toàn bộ các đội bóng rổ chuyên nghiệp khác trên toàn nước Mỹ từ năm 1989 đến năm 2001. Champion tự hào là thương hiệu cung cấp đồng phục cho đội bóng rổ nam được xem là vĩ đại nhất nước Mỹ, Dream Team, đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của nước Mỹ tham gia Thế vận hội Olympic vào năm 1992 và đội Dream Team của nữ vào năm 1996. Nhà vô địch Glenn Rice đã giúp đội Miami Heat thiết lập kỷ lục khi sử dụng giày của Champion. Nhiều người còn nói rằng Champion nắm giữ một vài những chiếc áo đấu NBA mang tính biểu tượng cho tận ngày nay. Đó là thời đại mặc quần áo bóng rổ chọn làm thời trang dạo phố vì người hâm mộ và những người khác bắt đầu mặc đồ thể thao trong và ngoài sân. Đây có thể gọi là một trong những ảnh hưởng cực kỳ to lớn của Champion đối với thời đại này. Người ta thường nói khi bạn đang trên đỉnh cao thì hãy cẩn trọng vì ngã sẽ rất đau. Điều đó đúng với Champion. Khi những sự đầu tư từ các túi tiền không còn tập trung vào quần áo nữa mà chuyển qua thực phẩm. Đồng thời, sau khi Champion mất giấy phép độc quyền tại NBA năm 1997 cho đến nay, công bằng mà nói, Champion đã rơi khỏi bệ của họ. Từ khoảng năm 2003 đến năm 2014, nhiều người tiêu dùng chính thống chỉ xem Champion như một thương hiệu thay thế giá rẻ cho những người không muốn vung tiền cho Nike hoặc Adidas. Tuy nhiên, thời trang là một vòng lặp, Internet bùng nổ cùng với Back to Old School, Champion đã trở lại. Tinh tế khi nhận thấy sự gia tăng về mức độ phổ biến đối với các sản phẩm cổ điển của Champion trên các trang web bán đồ cũ và tận dụng cơ hội, mạo hiểm trong một loạt hợp tác với các ông trùm thời trang dạ phố như Supreme, Bape, bắt đầu từ năm 2010. Những sự hợp tác này đóng vai trò như một chất xúc tác, khiến người tiêu dùng kiểm tra và ra mắt các thiết kế độc lập của Champion và từ đó, một hiệu ứng domino bắt đầu với những người ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhạc sĩ underground. Champion như một mảnh ký ức bị lãng quên nay được phục hồi. Thương hiệu từng lẻ bóng cả thập kỷ trên ra bán, hiện bán những chiếc áo hoodie với giá vài trăm đô la với nhu cầu rất lớn. Không thể phủ nhận, Champion đã có một trong những cuộc hồi sinh thương hiệu thành công nhất trong lịch sử thời trang. Đó là vào năm 2012, Champion kỷ niệm 60 năm phát minh ra chiếc áo dệt vải ngược. Champion đã cho ra mắt dòng sản phẩm này với quy mô phủ khắp châu Âu. Năm 2017, Champion ra mắt cửa hàng flagship đầu tiên tại London. Tiếp đến là khu phố Jordan thời thượng tại Amsterdam. Năm 2017, áo hoodie của Champion trở thành một biểu tượng, như một dấu tích bất diệt trong bề dày lịch sử. Mẫu áo hoodie của Champion được đặt tại một buổi triển lãm trong bảo tàng Museum of Modern Art với chủ đề E-Fast Modern, tức là thời trang liệu của lỗi thời, là nơi luôn trưng bày các sản phẩm lịch sử có ảnh hưởng to lớn đến hiện tại. Cho đến năm 2018, mẫu áo đó đã trở thành vật phẩm nằm trong danh sách trưng bày cố định của triển lãm. Năm 2019, để đón chiếc bánh sinh nhật 100 tuổi của mình, Champion đã đánh dấu một chiến dịch truyền thông mang tên 100 Year for Team, kết nối các đội tuyển trên toàn cầu và kể các câu chuyện thú vị về sự thành công với tinh thần đồng đội. Champion truyền tải thông điệp, chúng tôi luôn là một đội, chúng tôi đã liên tục tạo ra các huyền thoại bất hủ cho đến tận bây giờ và kể cả tương lai. Năm 2020 đánh dấu sự hợp tác của Champion và Rick Owens. Ông hoàng của làng thời trang Darkwear đã có những lời có cánh dành cho thương hiệu Champion. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến hiện tại. Tôi đã nhận ra họ có ảnh hưởng như thế nào đến phong cách nghệ thuật của tôi. Tôi còn nhớ một người anh của tôi, rất ngầu, mang một bộ đồ quần áo Champion vào những năm 70. Thời điểm đó, logo của thương hiệu đã hằn sâu vào trí não của tôi. Thông qua việc hợp tác với Champion, tôi đã biến các mẫu của Champion truyền thống trở thành các mẫu áo tagot của Hy Lạp, khố và áo choàng. Champion cho phép sử dụng logo của họ với các tông màu trắng, đen và xám. Trong cùng năm này, Champion có những bản hợp đồng bom tấn khác như là kết hợp với Chiesa Ferragni.
hay là kỷ niệm 35 năm Super Mario Bros, một bộ sưu tập giới hạn có các tác phẩm kinh điển của Champion được mô phỏng lại bằng các bản in đồ họa từ kho lưu trữ. Ngoài ra thì còn có Cry Green. Năm 2021 tiếp tục là sự hợp tác của Champion với Rick Owen, Champion với Muhammad Ali, Champion Tears, Champion Jungle Things, Champion với Harley Davidson. Và đặc biệt trong năm 2022 này phải nói đến Champion với Smiley. Kể từ khi ra đời vào năm 1972, Smiley đã cung cấp một giải pháp chống lại tin tức xấu, giới thiệu những câu chuyện cảm thấy dễ chịu trên các phương tiện truyền thông chính thống. Chắc chắn rằng sự kết hợp giữa Champion và Smiley sẽ đem đến một nụ cười thật tươi cho bạn, và đặc biệt mô phỏng lại chữ ký cổ điển của Champion theo một cách thật sự dễ chịu của Smiley. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đường dài mới biết ngựa hay, và Champion với quá khứ huy hoàng cùng với lịch sử tồn tại hơn 100 năm của mình, nhà vô địch đang trở lại cuộc đua thời trang một cách ngoạn mục hơn bao giờ hết. Nhưng tương lai là điều mà khó ai có thể nói trước được. Quý vị và các bạn hãy cùng tôi nín thở để cầu nguyện cho Champion sẽ trở lại vị thế đúng nhà vô địch của mình. Và vẫn như thường lệ, quý vị và các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật thêm những kiến thức mới dành cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.